để trả lời câu hỏi. Xin mời các thí sinh vào vị trí và xin mời thí sinh đầu tiên Nguyễn Thị Giang Tiên. Xin mời giám tiên sẽ bốc thăm vị giám khảo nào sẽ đặt cho em câu hỏi lịch sử này. Lần đầu tiên em xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán giả ở đây có mặt tại khán đài ngày hôm nay. Vị giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho em là bà Nguyễn Thu Hương ạ. Xin mời giám khảo Nguyễn Thu Hương. Và xin được mời nhân dân thí sinh Nguyễn Thu Hương sẽ cùng đặt câu hỏi cho bạn thí sinh. Chắc chắn là giáo viên đang rất là hồi hộp bởi vì là người đầu tiên sẽ trả lời câu hỏi ứng xử. Và chị Thu Hương xin mời câu hỏi chị. Trước hết thì xin được chúc mừng giáo viên và chúc em tự tin nhé. Câu hỏi mà ban giám khảo có dành cho em đó là nếu trực tiếp chứng kiến một người bị biệt thị ngoại hình, em sẽ làm gì để giúp họ? Một phút dành cho giám tiên bắt đầu. Lần đầu tiên em xin cảm ơn lời hỏi của chị đặt và em xin phép được trả lời. Nếu em gặp một người bị miệt thị về ngoại hình thì đầu tiên em sẽ mỉm cười và cái tinh thần cũng như năng lượng từ trong chính cô người em sẽ giúp cho bạn ấy sẽ cảm thấy là có năng lượng tích cực hơn. Và em sẽ nói bạn ấy là hãy tự tin vào bản thân mình bởi vì chúng ta sinh ra đã là một món quà quý báu cho cuộc đời này. Và bạn rất là may mắn khi mà được lành lặn cũng như là bạn được cũng như là bạn sẽ chiến thắng bản thân mình bởi vì mỗi con người, mỗi trái tim đều có một vẻ đẹp riêng cũng như là mỗi cá nhân mình sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Em xin cảm ơn. Xin được cảm ơn quý vị giám tiên. Chúc mừng bạn đã hoàn thành phần thi ứng xử. Em sẽ thi đấu một trận tay. Và tiếp theo xin mời thí sinh Chu Lê Vi Anh số 1. Chào bạn. Chúc bạn sẽ trả lời tự tin với câu hỏi của mình. Câu hỏi của bạn: vì sao bạn xứng đáng trở thành Hoa hậu thể thao Việt Nam 2022? Một phút dành cho Chu Lê Vi Anh bắt đầu. Em là người may mắn được theo đuổi thể thao từ khi còn nhỏ và thanh xuân của em đều gắn liền với thể thao. Và quá trình tập luyện kiên trì như vậy thì em đã rút ra được là thể thao mang lại rất nhiều giá trị cho cuộc sống. Nhất là với xã hội hiện nay khi đã quá tiện nghi, quá là mình có xe, ô tô, mình có chổi là máy quét nhà, rồi mình có những thứ mà mình sẽ không cần phải làm nhiều. Vì vậy nên là chúng ta, đặc biệt là giới trẻ, trở nên người vận động hơn. Vì vậy, em tin là em có đủ kinh nghiệm, bản lĩnh và tự tin để là một để giúp cho mọi người có một cái cuộc sống tích cực và xin chúc mừng chú Lê Anh, cảm ơn bạn với phần tiến sự. Và xin mời thí sinh tiếp theo, số 168 và Thu Thủy. Đẹp quá!
thành tốt phần thi ứng xử của mình nha. Và câu hỏi đưa như sau: nếu trở thành Hoa hậu thể thao Việt Nam 2022, em sẽ mang đến với cộng đồng điều gì? Và 1 phút dành cho đoàn thủy bắt đầu. Nhiều thời gian để quan tâm đến sức khỏe và thể thao học đường. Bởi em tin rằng trong thời đại ngày hôm nay thì không chỉ quan tâm đến kiến thức văn hóa cho trẻ con và trẻ nhỏ mà còn quan tâm đến cả sức khỏe để các em có tinh thần rèn luyện thể chất và thay đổi được ngoại hình vóc dáng. Và đối với em thì là cho Phương Thảo bất động.